nằm tại địa phận huyện Long Thành, Đồng Nai. Sân bay có chiều ngang 5 km, dài 10 km. Cổng vào sân bay hướng ra cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Bên hông là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng ra cao tốc Bắc Nam. Sân bay Long Thành cũng vô cùng hiệu quả khi thiết kế nối các cảng biển lớn như Vũng Tàu, Cát Lái, Sài Gòn, Cái Mép, tạo thuận lợi cho hậu cần, giúp giảm thời gian, giá thành vận tải hàng hóa tới các cụm công nghiệp lớn phía Nam nằm tại Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Xuống xe chuẩn bị vào nhà ga, khách bước vào đường dốc lên sảnh là thủ tục. Không gian phía trước của nhà ga tạo cho hành khách cảm giác thoải mái với cây cỏ và đại phun nước. Trong một khuôn viên cũng với hình những cánh sen, cách điệu tạo dấu ấn đậm đà bản sắc Việt Nam. Sau khi xong thủ tục check-in, hành khách sẽ bước vào khu xuất cảnh quốc tế ngay giữa nhà ga. Nhìn xuống dưới sảnh là một khu công viên rộng lớn với cây cỏ, thác nước tạo cảm giác mát mẻ, vui tươi. Khi xong thủ tục, hành khách sẽ đi tới khu mua sắm, dịch vụ quy mô. Bên cạnh mua sắm là một công viên lớn, quý khách có thể vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống trong khi chờ đợi. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động sự kiện, nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm, hoặc bạn có thể thoải mái mua quà cáp tặng người thân trước hoặc sau chuyến đi. Tiếp tới là khu sảnh chờ lên máy bay, các dịch vụ được bố trí hai bên cho cảm giác đỡ áp lực mệt mỏi trước hành trình. Với những khách quốc tế đáp máy bay đến Long Thành, hành khách sẽ đi theo hành lang vào nhà ga đến. Trên đường đi, hành khách có thể nhìn thấy sân bay rộng lớn và mát mẻ qua các cửa kính ở hai bên hành lang. Tiếp tới là các cửa kiểm tra giấy tờ nhập cảnh. Nơi đây được thiết kế rộng rãi, tạo cảm giác thư giãn tối đa cho du khách khi mới có một chặng đường dài. Kế đến là khu vực lấy hành lý, được thiết kế hiện đại, tiện dụng. Khách lấy hành lý xong sẽ đi thẳng ra phía sảnh đến và ra ngoài để gặp người nhà. Phía ngoài sảnh đón có một sân rộng, là nơi hành khách có thể dễ dàng liên hệ với người thân. Từ đây mọi người có thể đi ra nhà để xe, ga tàu điện hay xuống tầng dưới để tới chỗ đón xe taxi, xe bus. Nhà ga Long Thành được thiết kế dạng kiến trúc mở, giao hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường nhưng cũng không kém phần hiện đại. Các mảng xanh được ưu tiên tối đa ở bất kể mọi nơi, tạo cho du khách luôn có trạng thái tốt nhất, thoải mái nhất kể cả trước và sau hành trình. Sân bay quốc tế Long Thành xứng đáng là điểm đến hàng đầu cho khu vực, là sân bay trung chuyển ưa thích của du khách mọi nơi, là cửa ngõ và diện mạo mới của Việt Nam thời buổi hội nhập và phát triển.